Rồi, shop đồ có anh Bảy xin chào cả anh em ha. Hôm nay ngày 4 tây tháng 10 em sẽ lên kỳ là kỳ 400 nha anh em. Kỳ 400 này em lên là máy nha. Đây, tiếp tục là máy thì tuần này em sẽ chắc có thể là em sẽ lên là lên máy tới cuối tuần nha. Là em sẽ lên máy hết máy cho anh em. Thì em còn tầm khoảng cỡ 100 ngoài máy nữa là hết rồi. Đó. Thì sắp tới em sẽ lên máy nhỏ nha. Máy nhỏ cho anh em, máy nhỏ, máy to cũng có đủ hết trơn, nhưng mà em sẽ lên sang kẻ cho anh em là máy nhỏ với máy to sang kẻ với nhau nha. Đó, thì có hàng có về cái gì thêm thì em lên thêm cho anh em ha. Như là về phụ kiện thì em lên phụ kiện ha. Đó, về cần thì em lên cần. Tại vì bây giờ thì máy về nhiều, em sẽ lên máy cho anh em là từ đây đến cuối tuần luôn. Đó. Rồi, thì bữa nay em lên máy cho anh em đây. Máy hôm nay cũng khá là sáng nha. Đây, có hôm nay có cặp đuôi chuột quá đẹp luôn. Ha. Đây, máy hôm nay cũng dòng lua nhiều nha anh em. Đó. Thì hôm nay có 24 máy thôi. Đây, thì phí ship mặc định bên em là 30.000 một đơn. Anh em nào chốt 2 đơn trở lên xem miễn phí ship nha. Đó, anh em nào chốt hàng thì mình nhắn tin với gọi điện số điện thoại của em là ở đây. 0988 546 535 nha. Đây. Rồi anh em nào chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký dưới đây nha anh em. Rồi, lên hàng nha. Bữa nay em lên cũng khá là nhanh á do em lên trải nha. Tại công việc em nhiều quá, em lên chảy thì cái clip sẽ up chảy cho anh em ha. Rồi. Đây, mã số 1. Đây mã số 1 là hai con máy đai qua ha anh em. Hai con máy đai qua, một con size tầm khoảng cỡ 2.000 ha. Con này size tầm khoảng cỡ 4.000 ha anh em. Con này 4.000, con này size 2.000 ha. Đây, con này size 2.000, cái form rất là gọn luôn. Size 2.000 nhưng form rất là gọn ha. Cước số 2 vô tới 220m lận em. Lận anh em. Thì con này size vô cước quá nhiều luôn. Nó xài chỉ 2.000 thôi mà nó cái phồn của nó ha. Máy quay rất là nhẹ một luôn, hàng còn mới chưa à. Thì con này con Daiwa printer 800B ha, size con này là 2.000 ha. Đó, đây hàng Daiwa tao quanh sức nha nè, đổi tay trái phải nha. Con này con thứ hai là con cũng là nó luôn, giống nhau luôn, cũng là dòng printer XT ha. Đó, mobile sống nha, đổi tay trái phải luôn, máy quay siêu nhẹ luôn nè. Dòng này quay rất là nhẹ nha. Thì con này size 4.000 ha. Đó, con 2.000 với con 4.000 giờ giống nhau luôn. Thì cặp này xả giá cho anh em chơi luôn ha. Còn chỉ là 450k thôi. Mã số 1 này 450k cho anh em chơi ha. Đổi tay trái phải luôn. Hàng là full carbon, tay quay là kim loại nha. À, mã số 1. Rồi tiếp theo, mã số 2. Đây. Mã số 2 là con máy Daiwa nha anh em. Một con Daiwa Giganit 2500 2B ZB chứ. 2500 ZB, thì con này size thật là 3.000 nha. Cối còn đẹp lắm. Đây, con này cối còn đẹp lắm. Nhưng mà có xước nha. Cái thân hình thì có xước sát nha nè. Đó, có xước sát tổng thể thì khá là sáng luôn. Thì tay quay kim loại, đặc biệt là được cái núm gỗ luôn ha. Đó, núm gỗ luôn. Máy quay nhẹ tay ha, đổi tay trái phải luôn. Đây, chống đau ngực còn ngon lành ha. Máy quay rất là mượt anh em. Nè, dòng này thì mắc Interband nha. Đây, mắc Interband luôn. Thì con mã số 2 này giá chỉ có 370k thôi. Tại vì con này có xước nha, có xước nhâm xíu. Nè, con này có xước xíu. 370k thôi. Mã số 2 ha. Con này size thật của nó là 3.000 nha anh em. Cước anh em đánh cước số đâu? Đây. Đây anh em đánh cước số 3 vô được 150m, cước số 4 vô là 100m nha. Rồi con này mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Đây mã số 3 cũng giống thôi, y chang luôn, nhưng mà con này khá là đẹp anh em. Con này cái cối đẹp nữa nè. Con này carbon bon vàng luôn ha. Nó Giganit luôn, cũng dòng Giganit 2500T. Thì con này Giganit mà 2500T, nó cũng là một loại thôi, nhưng mà khác cái hiệu ngoài thôi ha. Đây, tay quay con này thì quá ok luôn. Con này tay quay đẹp. Đây, tay quay cũng là núm gỗ luôn ha. Đổi tay trái phải luôn, máy quay rất là bộ. Đó, ha. Đây, con lăn xứ, con lăn cước bằng thao luôn ha anh em. Đó, thì con này thì nó giá cao hơn xíu nha. Con này cao hơn 70k, là con này giá 450k ha. Hàng da ben luôn. Ha. Đó, con này thì tổng thể còn khá đẹp ha. 450k. Hàng da ben luôn. Rồi, size cũng là 3.000 luôn nha anh em. Con này size tương đương là 3.000 luôn. Cước số 3 vô là 150m chứ. Rồi, mã số là mã số 3, 450k ha. Tiếp theo, mã số 4. Đây, mã số 4 thì cũng là dòng nó luôn, nhưng mà nó size to hơn. Thì cũng là dòng Gigan luôn ha. Con này Gigan S 3500MT. Thì dòng MT này nó là size, dòng MT này nó được sản xuất ở Thái Lan nha anh em. Đây, hàng Daiwa cũng được sản xuất ở Thái Lan. Đây. Con này Huawei nè, mô bình sống nha. Đổi tay trái phải bình thường nha anh em.
Đây, con này cái núm thì núm nhựa ha. Núm nhựa, núm carbon. Đây, máy quay khá là nhẹ luôn. Thì con này size to nha. Con này size 5.000 ha. Cuốc số 5 vô là 150m. Đó, có là có kim loại luôn ha. Tất cả mấy con này thì có kim loại hết rồi. Đó. À, đây. À, tổng thể cũng khá là sáng nha, có xước ở đây xước thôi. À, dưới cánh bên đây thôi. Đây, máy quay thì siêu mượt rồi. Rồi. Con này mã số là mã số 4, giá là 500k ha. Mã số 4 này 500k nha anh em. Con này size tới 5.000 luôn á. Đó. Đó. Ngon lành hết chân nha. Rồi, tiếp theo mã số 5. Đây, mã số 5 là cũng là một con Daiwa luôn. Một con Daiwa dòng máy lua cho anh em ha. Có là có kim loại luôn nha anh em. Đây, thì con này tên của nó là Firemod nha. Firemod X2 gì? Firemod Firemod gì đó 2X. Đây, thì con này size 2.000 nha anh em. Đó, con này size 2.000. À, tổng thể thì còn khá là sáng nha. Thì con này nó bị ga tan cái lớp xi á. Cái lớp xi thì bóng của nó bị chóc thôi. Đây, máy à. Quay khá là mượt luôn. Con này quay rất là mượt. Yeah. Dòng này có ABS nè, ABS là cái cối nó hình trụ ha. Đây. À, quá là ok luôn anh em. Đó, anh em nào mà chơi lua thì mình lấy nha anh em. Rồi có trời mưa thì anh em gắng nghe giùm em nha. Em sẽ nói to lên. Đó, thì con nào anh em nào đến lua á, dòng Daiwa ha, Daiwa China xuất nha anh em. Dòng này China xuất Nhật. Giá chỉ có 300k thôi. Con này là mã số 5 nha, giá là 300k nha anh em. Đây, máy còn rất là mượt luôn. Đó. Rồi, tiếp theo mã số 6. Đây, mã số 6 và mã số 7 là giống nhau ha. Đây, dạ. Đây, mã 6 và mã 7 là giống nhau. Hai con máy Daiwa đề cao nha nè. Hai con máy Daiwa đề cao. Dòng là Watsubin hay gì á. Một con là đúng là Watsubin. Hai con Watsubin hết nha. Đó. Hai con Daiwa Watsubin dòng đề cao. Nhưng mà máy có xước nha. Đó, anh em nào mà không thích anh em nào mà không quan tâm đến xước xác á thì mình lấy nha anh em. Không quan tâm đến xước xác thì mình lấy. Đây, máy quay rất là nhẹ và mượt luôn. Đây cối là có kim loại nha. Nó có kim loại luôn. Cỏi tay trái phải nha, mô pin sống luôn. Rồi, chống đau ngược bằng bi luôn anh em. Đây chống đau ngược bằng bi, chống là dính. Đó. Thì cặp này mỗi con mã số 6 và mã số 7 giá là 420k một con ha. Hai con thì nó xước xác y chang nhau à. Nha, hai con xước xác thì nói chung bằng nhau hết nha anh em. Đó, anh em là không thích xước xác á, thì mình chọn con khác, còn anh em là không quan tâm đến xước nhiều á thì mình lấy nha. Nó xước thì chủ yếu hai bên cánh thôi, tổng thể còn khá là sáng luôn nha anh em. Đó, dòng này anh em có thể đánh đa năng nha, lăn xê, câu lục đầy đủ, câu lục cũng vẫn được nha, lục đầu cành, đồ lăn xê, câu lua, ngâm đồ ngon lành hết trơn nha. Dòng máy quay nhẹ tay luôn, không có tiếng động lạ nữa. À, mã số 6 và mã số 7 420k một con. Rồi tiếp theo. Dòng là Daiwa, dòng này Daiwa chung xuất luôn nha anh em. Rồi, tiếp theo mã số 8. Đây, mã số 8 tiếp tục là một con Daiwa nữa, một con Daiwa Việt Nam nha, đồng Việt Nam xuất, một con Zonnet hàng gửi nha anh em. Cuốc số 3 vô là 150m, thì con này size thật tầm 3.000 của Shimano nha. Đây, cái form giống đâu giống máy của mấy con Daiwa Kit nha anh em. Này cái form y chang à. Dạt ngon lành hết trơn, dòng này dòng lua ha, anh em nào đánh lua mình lấy nha anh em. Size thật tầm khoảng cỡ 3.000 ha. Thì con này Zonnet 2.500. Cuốc số 3 vô là 150m ha. Bằng máy là bằng máy 3.000 của Shimano á. Thì con này chế độ gạt 2 chiều của nó bị đây, cái lẫy gạt 2 chiều nó bị gãy nè anh em. Nó thụt vô trong nè, nhưng anh em vẫn gạt được nha. Là anh em vẫn gạt qua lại được nha anh em. Đó, nói chung nó gãy nó lỗi gì cũng không thành vấn đề đâu ha. Đó. Đây. Chống nó ngược nè, nó bị gạt qua nhẹ cái nó bị dính. Nó gạt qua nhẹ cái nó không chống được, nó gạt lại bình thường ha. Đó, chống ngon lành hết nha anh em. Đây, máy quay rất là nhẹ và mượt luôn. Đây, dòng Zonnet ha. Có là có kim loại luôn anh em. Đây, đổi tay trái phải luôn nha. Một con máy tổng thể còn khá là đẹp luôn. Nha. Tổng thể là khá là sáng nha. Thì có xước xác nha anh em. Đây có xước ở đây nè, xước ở đây nè. Đó. Xước ở đây nè ha. Đó. Thì đây. Con này hàng Daiwa Việt Nam xuất nha. Anh em nào đánh lua mình lấy nha nè. Con này lua có chê luôn. Đây thì con này mã số 8, giá chỉ có 350 thôi. 350k anh em lấy được con máy này ha. Mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9 là con máy Abu. Đây, mã số 9 là một con Abu Cardinal.
104 ha. Con này chạy 5 bậc đạn anh em, 53 bearing nè. Đó, Gatio là 5.1 luôn ha. Đây, mô bin sống đổi tay trái phải luôn anh em. Abu Carino. Đây, tổng thể con này còn quá sáng luôn. À, tổng thể còn quá sáng luôn, chỉ có sức nhâm thôi nha. Đây sức ở đây nè. Đó. Đây, máy chống đau ngược, chống là dính nè. Chống hờ quá một. Con này luôn rồi, khỏi chê luôn. Đây, quá trời mượt rồi nè. Con Abu. Đây. Nè, ở đây thì có nó bị hơi bị chốc lớp xì xíu nha. Ở đây. Ở đây nữa nè, đó, dòng Cardinal. Thì con này mã số là mã số 9 nha anh em. Mã số 9 này giá là 550k ha. Con Abu này 550k. Thì size của nó, con Abu này size của nó là size, để em coi thông số cước cho anh em ha. Con này size tầm khoảng cỡ là con này size cỡ 3.000 nha anh em. Đây, con này size cỡ 3.000. Đây, con này size cỡ 3.000 ha. Đó, mã số là mã số 9. Giá của nó là 550k con Abu. Và tiếp theo mã số 10. Đây, mã số 10 dòng này thì rất là châu bò luôn nè. Dòng này khá là nhiều anh em thích. Còn một con Ultra ha. Một con Ultra 4.000 anh em. Shimano Ultra 4.000. Con này chạy 2 bậc đạn ha. Con này còn khá là sáng luôn nè anh em. Đây, cái thằng không có xước nhưng mà con này có xước cái tay ha. Xước cái tay chóc sơn đây xíu nha. Tay quay kim loại núm gỗ luôn. Nè, máy. Đặc biệt con này nó là con lăn cước bằng sứ nữa. Dạ, con lạnh hết trơn nha. Đây, con này hàng da ben luôn anh em. Mắc in da ben ha. Đây, con này quay cái là anh em mê liền luôn. Anh em cầm được con máy này anh em quay một cái nó đã. Quay nó nhẹ te anh em. Nè, nó nhẹ mà nó đầm ghê luôn á. Rồi, con này là mã số 10 ha. Mã số 10 này 600k nha anh em. Một con Ultra 4.000 ha. Ultra 4.000. Hàng da ben luôn của hãng Shimano. Rồi tiếp theo lên trên mã số 11. Đây, 11 là một con máy, con này rất dòng trung sức quá. Đây, một con máy lua dòng trung sức. Con này tên là Atit 1000 ha. Atit 1000. Đó, giờ con này chạy tới 4 bậc đạn lên em ha. Chạy 4 bậc đạn ha. Tổng thể còn quá là ok luôn. Đây, tổng thể quá ok ha. Gạt ngon lành luôn ha. Chống rối luôn. Con lăn cước bằng thao luôn. Có là có kim loại nữa. Nước sơn con này quá đẹp ha. Con này nước sơn đẹp nè. Đây thì con này mã số 11 ha. Thì size thật của nó là size tầm khoảng cỡ, con này size thật tầm khoảng cỡ là 2.500 ha. Con này size thật có 2.500 anh em nha. Form cỡ 2.500 đó. Máy quay thì khỏi nói là siêu mượt rồi. Đây nè, chống đau ngược nè, chống đau ngược bằng bi luôn, chống là dính ha. Đó, máy quay quá ok luôn, anh em đánh lưu mình lấy ha. Thì con này mã số là mã số 11, giá là 320k. Và tiếp theo mã số 12. Đây, mã số 12 bữa nay được một con máy Korea ha. Một con hàng Korea xuất Nhật. Đây, con này đây, toàn thân carbon, tay quay kim loại ha. Cuốc số 4 vô 260m, con này size 5.000 ha anh em. Cuốc số 5 vô 200m. À, mô bin sống đổi tay trái phải luôn, con này size là 5.000 ha. Đó, con này thông số mà con này cũng hiệu, con này hãng là Tuckett & Joy ha. Maxbin TS 2.500, con này size thật là 5.000 ha. Đây. Nè, máy quay nhẹ teo luôn, con còn rất là đẹp ha. Đây, con này còn rất là đẹp luôn. Đó, anh em nào thích máy Korea mình lấy ha, con này size 5.000, giá rất là tốt cho anh em chơi. Chỉ có 300k thôi. Ha, con này mã số 12, 300k. Đổi tay trái phải luôn, mô bin sống nha. Rồi, tay quay kim loại luôn á. Rồi, mã số 12, tiếp theo mã số 13. Đây, bữa nay về thêm con nữa nè, bữa hổm lên con mới, con kia mới hơn con này nhiều nhiều lắm ha. Bữa hổm lên con kia mới hơn con này. Rất là nhiều anh em hỏi luôn, bữa nay về thêm con nữa. Thì con này còn khá là sáng nha. Con này cũng mới lắm anh em, nhưng mà không mới bằng con kia ha. Nên giá nó có sẽ giảm ha. Giá rẻ hơn con kia. Rẻ hơn con kia 100k lần á. Đây nè, anh em nhìn nè. Nó con này chạy tới 6 bậc đạn nha anh em. Đây 63 bearing, ratio là 5.3 ha. Dòng là V, hàng là Korea xuất nha nè. Con này hàng Korea xuất nha. Made in Korea thì thông số cước của nó có đầy đủ trên đây hết trơn nha. Ha, thông số cước, thông số gì có đầy đủ trên đây. Đây. Đó, anh em nhìn tổng thể nè. Khá là sáng, con này máy ngang máy tròn ha. Máy tròn tay tay phải nha nè. Con này ta quay bên phải nha.
máy quay rất là nhẹ và mượt luôn, không xạo luôn nha anh em. Con này là bao xạo lắc cho anh em luôn ha. Đây. Con này không có xạo nha. Đây, Reebok nè. Đó, thì con này mã số là mã số 13 ha. Giá là 600k nha anh em. 13 này 600k. Đó, anh em nào chơi máy ngang tay phải mình lấy nha. Con này giống dòng Kakuta hay là còn quét anh em. Kakuta hay mấy con Acid rồi đó. Không, thì chen ha. Đó, mà giá rất là rẻ luôn. Chỉ có 600k thôi. Mấy con kia giá chịu ngoài không. Rồi, mã số là mã số 13 giá 600k. Rồi, mã số 14 và 15. Đây, 14 và 15 là hai con máy còn màu đỏ ha. Anh em nào thích màu đỏ mình lấy ha anh em. Một hai con này cấu là có carbon ha. Ta còn thân là kim loại, cấu là carbon, tay quay kim loại luôn ha. Có hai con này. Đây, thì hai con này là hàng Korea xuất nha. Đây hàng Korea xuất luôn. Đây 14 và 15, mỗi con là 500k, size là size 10.000 ha. Đó, anh em nào chơi cặp mà đánh máy to thì mình lấy ha. Một con chỉ có 500k thôi, máy size tới 10.000 luôn. Nè, máy trong khỏi còn khá là sáng luôn nè. Ha. Đây đổi tay trái phải luôn nha anh em. Đó. Anh em này để câu ngâm câu biển rồi đó, mình lấy nha. Là cần C rồi đó. Thì con chỉ có 500k thôi. Size tới 10.000 luôn ha. Hai con này. Thông số cước của nó đây. Cước số con này Gatio là 4.5 ha, cũng khá là nhanh anh em. Đây, cước số 10 vô là 175m nha. Rồi, thì con này mã số là mã số 14 và mã số 15. Thì giá là 500k một con ha. Rồi, tiếp theo mã số 16. Đây lên mấy hàng trên này máy to mà đẹp không nè. Đây, mã số 16. À, mã số 16 thì một con máy này thì quá sáng luôn. Đây 16. Con Daiwa Asenuba ha, dòng Hybrid Asenuba. Đây cối là có kim loại ha, toàn thân kim loại luôn ha, trơn nha nè. Tay quay nè, tay quay con này còn sáng quá nè ha. Đổi tay trái phải luôn, mô bình sống luôn. Đây, con lăn cước nè, con lăn cước còn xây luôn ha. Đây, máy quay nhẹ te, không vừa lắc luôn ha nè. Đây, máy quay rất là nhẹ ha. Đó, thì con này size tầm khoảng cỡ 7.000 ha nè. Con này size tầm khoảng cỡ 7.000. Mã số là mã số 16 nha, giá chỉ có 400k thôi. Đây, tổng thể con này nè, anh em nhìn không? Sáng không? Sáng trưng không? Rồi, tiếp theo mã số 17. Đây, mã số 17 quá đẹp rồi. 17, 18 cũng đẹp nữa ha. Đây, 17 cái cối nè, anh em nhìn cái cối sáng trưng không? Đây, con đại quạt Printer XT3000 ha. Thì size con này size tầm khoảng cỡ 7-8.000 ha nè. Đây, cái thông số cước của nó rồi. Con này cước số 8 vô tới 180m là con này size tầm khoảng cỡ 8.000 ha nè. Con này size tới 8.000 rồi anh em. Đây. Một con Daiwa Printer XT3000 ha, DX size tầm 8.000 ha. Nè, mô bình sống. Đổi tay trái phải luôn nha anh em, con lăn cước quá đẹp. Đây. Rồi, quay cho anh em. Ồ, quay nhà teo luôn. Nè, quay nhà teo luôn. Đó. Anh em nào thích lấy nha. Thì con này giá chỉ có 500k thôi mà hàng Japan luôn, mã số 17 ha. 500k con máy 8.000 cho anh em ha. Đó. Đây. Mới không? Ha, cầm gậy khá là sáng luôn ha. Rồi tiếp theo, mã số mã số 18. Đây, mã số 18. Đây, mới tin luôn. HT 1.500 ha. Đây có xuất sắc ha, xuất nhâm thôi. HT 1.500 con này còn đẹp nè, tay quay. Tay quay còn sáng quá sáng luôn. Con này còn mới này nè. Ha. Con này còn mới nè. Mô hình sống nha, đổi tay trái phải luôn. Đây. Đây, con này đang đi cái cối là của dòng Spotlight anh em, của con đầu Spotlight. Con này dòng XT đi cái cối là của Spotlight, cối này khá là ngon rồi, cối này vừa hính nó luôn á. Đây nè, đi lên cái cối này quá đẹp. Đây, máy quay rất là nhẹ luôn ha, chu trơn, nói là quá đã luôn. Máy thấy không, quay nhẹ nhẹ te luôn. Thì con này size của nó là size XT 1.500, này size 6.000 anh em. À, XT 1.500 này size tầm 6-7.000 à. Đây, thông số cước nè, con này size 7.000 ha. Cước số 7 vô tới 190m là anh em, size cơ 7.000 á. Rồi, thì con này mã số là mã số 18 ha. Mã số 18 giá là 550 thôi, 550k anh em lấy được con máy quá đẹp. Rồi, tiếp theo mã số 19. Đây, mã số 19 là một con Daiwa, khoan, con Olympic nha. Olympic Golden Look Cup G47, bữa hôm em bán con rồi, con kia nó sáng hơn con này. Con kia đẹp hơn. Ha,
con này cũng còn sáng lắm nè anh em. Có thì có xước thôi, có xước nhâm thôi. Mua bên sống nha, đổi tay trái phải luôn, gà cước ngon lành nha. Đây, con này gà cước ngon lành nha anh em. Đây, Golden Club G47, con này size chắc cỡ 8.000 anh em, con này size gần 8.000. Đây, thì con này cái núm của nó bị mẻ xíu nha, núm mẻ xíu, nói chung cũng không quan trọng nên nè. Đây, trời ơi, cái tiếng của nó kìa. Anh em là thích tiếng ồn. Anh em là thích tiếng to mình lấy nha, con máy này tiếng quá to. Thì con này mã số, con này hàng Japan luôn, Olympic nha, mã số 19, giá là 450 thôi. Con này size 8.000 mà có 450 ha, máy cũng khá là sáng. Rồi tiếp theo mã số 20. Đây, mã số 20 là một con Daiwa Spotlight ST0, dòng ST0 này thì khỏi giới thiệu nhiều nha anh em. Con này còn quá là đẹp luôn. Nè, con này còn sáng nè. Nè, con này sáng nha. Nè, mô bin sống nha. Con này là mô bin sống nha nè. Đổi tay trái phải luôn. Nè, dòng này đổi tay trái phải được nha. Hàng giả bèn luôn. Nha, dòng ST1 thì con nào cũng như con nấy thôi, ST0, ST1 nữa. Thì nó quay trời ơi phải nói rồi. Đã. Nè. Một gì một dữ. À đây, con này mã số là mã số 20 nha, size 6.000 ha, ST0 này size 6.000. Cú số 6 vô là 170m, cú số 7 vô là 140m ha. Đó, size 6.000. Tổng thể nè. Anh em nó đang xê đồ chơi ha. Thì con này giá quá là rẻ luôn, mã số 20, giá là 350k ha. Nó 350k anh em lấy được con máy này. Con này mà em đăng lên Facebook cái chút xíu rồi đi. Rồi tiếp theo. À, mã số 21. Này em lên máy trên máy to nè. Bữa nay có ba đu chuột này giá lắm. Anh em xem ba đu chuột này anh em về anh em sưu tầm luôn. Đây, mã số 21 là một con máy Ryobi nha. Con này hàng Japan luôn anh em. Ryobi mắc in Japan luôn ha. Con này tay quay thì nó hơi xấu xíu. Hơi xấu có tay quay xíu. Thằng carbon nè, con này toàn thằng carbon tay quay kim loại. Con lăn cước bằng sứ luôn ha, con lăn cước bằng sứ. Con này size của nó cũng to lắm anh em. Con này size tới 10.000 lận á, cước số 10 vô 180m anh em. Con này size 10.000 lận á. Nè, to quá to luôn. Nè, máy quay ok, ngon lạnh cho nha. Chu trơn ha. Nè, cái tiếng nó kêu cái tiếng nó kêu e ha. Chỗ này thì nó bị hơi không có dầu, nó hơi rít. Nó kêu éc, nó châm vô đây cái hết rồi. Nè. Nè, được cái là cái xả bon nó im quá, cái tiếng bon. Đây, con lăn cước bằng sứ nữa, đã lắm nha. Đây, thì con này giá chỉ có 500k thôi, size là mã số 21 nha nè, 500k thôi, size 10.000 luôn á, hàng Japan nữa. Đó, anh em kiếm máy to thì mình lấy nha. Rồi tiếp theo, đây siêu phẩm luôn, một con Shimano hàng Japan, một dòng là Shimano RD 4000 ha, RD 4000, dòng là carbon titanium, dòng titanos ra, toàn thân carbon, tay quay kim loại. Thì con này đã được độ cái núm dặn này bằng nhôm rồi nha anh em. Đúng núm dặn này cho anh em mà dặn là bao đâm luôn ha, không bị vỡ nha. Thì anh em nào có mấy con máy này rồi thì anh em biết nha. Dặn lâu ngày là cái núm ở đây nó bằng nhựa, nó hay bị bể ra lắm. Bể ra rồi là anh em nghỉ xài, nghỉ sử dụng luôn. Đây, con này đây em đã độ cho nó rồi. Thì độ không là nhờ người ta tiện, cái này không là cũng là trên 300.000 anh em. Một cái cục này không là tiện là trên 300.000 ha. Ha, giá cao lắm anh em. Đó, thấy không? Mà con máy này thì anh em về anh em chơi cái là khỏi sợ gì nữa hết trơn. Đây, cái con đít này anh em dặn thoải mái đi ha. Anh em dặn thoải mái đi, đừng có sợ nó. Đây. Cái dòng này nhược điểm của nó là để nằm ở cái đít này nè. Thì em đã khắc phục cái nhược điểm rồi. Thì khắc phục nó cũng tốn khá khá tiền rồi ha. Đó. Thì con này size là size 7.000 ha, cước số 7 vô là 160m nha anh em, một con Shimano. Size là size 7.000, dòng Titanos, con này thì quá là ok luôn rồi. Đây, anh em nhìn nè, còn khá là đẹp luôn rồi ha. Đổ thêm cái này nữa. Đây, giá quá là ok luôn. Thôi rồi, nó mở kìa, tay quay rồi. Đổi tay trái phải luôn ha, mô bin sống. Đó, anh em nào thích đường chuột mình lấy ha. Đây, thì con này mã số là 22. Giá của nó là 750k ha. Con 22 này 750k ha. Con này nói chung anh em mua là xứng đáng đồng tiền nha anh em. Đây. Nè, cái tiếng vàng của nó nè. Quá trời mới luôn. Rồi tiếp theo mã số 23 và 24. Đây. 23 và 24 là hai con máy này anh em mua về anh em sưu tầm luôn.
dòng này rất là hiếm luôn anh em. Một hai con đai qua đây, hai đai qua Sport Matic RD1 ha. Hai con này có cái lẫy đây, có lẫy khóa bon đây, vậy khóa giang chứ, khóa cối ở khóa bon là lốc tiếng giang, lốc giang gì đó. Thì đây ha, hai con này quá đẹp luôn, cối nè ha. Đây thì đây giới thiệu con này trước nha. Đây, nó quay nhà te luôn đó, đổi tay trái phải luôn nha nè. Đây mở cối cho anh em ha. Chế độ này đây, nó đang ở chế độ là cho anh em là đây có tiếng xả câu xả bon được nè ha. Anh em mà đang diều cá đang xả bon này ha, nó anh em muốn bèn con cá lên khỏi phải diều nữa thì anh em chỉ gặt cái này xuống thôi, gặt cái này lên thôi là nó phá cối lại nè, phá lại nè, nó cứng nhắc này ha, cứng là cứng nhắc liền ha. Đó là anh em cứ bèn nó lên đi, nó chế độ của nó là vậy, cứ bèn thẳng lên đi, khi mà con cá nó gồng quá đó, nó kéo quá thì anh em gặt cái này xuống bịch xuống thì đó cái cối này nó xây lại ha, nó đi lại đó, chế độ của nó là vậy thôi đó. Nó dẫn như chế độ cua chuột là chỉnh bon đầy đủ, nó siết bon rồi ha, nhỏ nhã rồi ha. Đó chế độ này nó là vậy thôi, thì nó cũng quay hai chiều đây, vẫn quay hai chiều là tới lui đây, vẫn khóa chiều đầy đủ ha. Đó thì hai con này thì khá là đẹp luôn, độ mới thì cũng bằng nhau thôi. Đây, size của nó là size 9000 nha anh em. Cước số 8 vào là 210m, cước số 10 vô 160m nha. Con này size có 9000 thôi, hai con này. Đó, quá là đẹp luôn. Thì giá là mỗi con là 1.350.000 ha. Mã số 22 và 23 và 24 nha anh em. Mã số 23 và 24 là 1.350.000 một con ha. Hai con quá mới luôn. Đó, anh em mua về sưu tầm chơi ha. Rồi, chào anh em ha.